Sáng ngày 10 tháng 8, tại công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương, đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Dương, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đoàn cơ sở, câu lạc bộ chạy bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình Bước chạy vì đàn em thân yêu năm 2024. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Hưởng ứng ngày thứ bảy văn minh và nhằm tiếp tục đổi mới hình thức thực hiện công trình thanh niên em nuôi của đoàn được hai đoàn khối thực hiện từ năm 2022. Chương trình thu hút hơn 400 vận động viên là các đoàn viên thanh niên đến từ hai đoàn khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trẻ em thuộc 120 đơn vị cơ quan doanh nghiệp và trường học trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tham gia. Giải được chia thành 3 nội dung là nam, nữ và trẻ em. Mỗi vận động viên cần hoàn thành cự ly đường chạy là 3 km trên cung đường vòng quanh bờ hồ công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đáng chú ý là mỗi vận động viên tham gia giải chạy còn tình nguyện quyên góp tối thiểu 100.000 đồng để gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Dương và huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Tinh thần mà học tập theo Bác Hồ là rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, thì cái phong trào mà chạy bộ đối với gia đình em là đó là một cái phong trào chạy bộ mỗi ngày, và hầu như là ngày nào em cũng chạy bộ ít nhất là 5 km, và em đã truyền được cái giống như là đường cái năng lượng thu hút các con cũng trong gia đình cũng chạy theo, ngay cả bạn nhỏ 3 tuổi trong nhà em thì mỗi lần mà em chạy bộ thì bạn cũng đều chạy theo, thì điều đó là đối với em rất cảm thấy rất là vui. Thì cái việc mà rèn luyện sức khỏe rất là bổ ích cho mỗi người. Và cái việc mà tham gia cái giải chạy bộ vì bước chân vì đàn em hôm nay thì em cảm thấy nó càng ý nghĩa hơn nữa, bởi vì em và hai con của em đã tham gia và cũng góp một chút sức của mình để đóng góp cho những tập sách vở cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, và em thấy đó là một hoạt động đầy là ý nghĩa. Kết quả ở hai bảng người lớn, nam và nữ, ban tổ chức đã trao mỗi bảng một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 7 giải khuyến khích. Còn ở bảng kid nam và kid nữ, ban tổ chức đã trao cho mỗi bảng một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 2 giải khuyến khích. Với số tiền 60 triệu đồng quyên góp được từ các vận động viên và nhà hảo tâm, ban tổ chức sẽ dùng để thực hiện công trình thanh niên em nuôi của đoàn. Trao tặng các phần quà, học bổng, mua bảo hiểm y tế năm học mới cho các em đội viên, học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, 10 em học sinh là con em thanh niên công nhân đang làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp V-Ship 2 đã được nhận quà và học bổng, mỗi phần trị giá 2,3 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trích 5 triệu đồng để tặng 10 phần học bổng, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tặng 10 em học sinh khó khăn trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Giải chạy đã đạt được những thành công rất là rực rỡ, và thông qua giải chạy cũng đã đóng góp được số tiền tổng là 60 triệu đồng, với mong muốn là hỗ trợ các em, đội viên, thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương với những phần quà sức học bổng, đặc biệt là các phần bảo hiểm y tế dành cho đầu năm học mới. Trong thời gian vừa qua thì công tác chăm lo cho các em thiếu nhi, đội viên được thực hiện thông qua cuộc vận động vì đàn em thân yêu cũng như là công trình thanh niên em nuôi của đoàn, đã giúp các em học sinh, đội viên khó khăn vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống và an tâm học tập để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, những người đội viên tốt. Con cảm thấy rất vui khi được nhận phần quà này. Con cảm ơn các cô chú và ban tổ chức đã tặng phần quà này cho con. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng quan tâm của các cô chú. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng có nhiều gian hàng tình nguyện hưởng ứng ngày thứ bảy văn minh như đổi sách lấy quà và ươm mầm xanh. Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa để quyên góp sách vở ủng hộ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa đến người trẻ và xã hội thông điệp sống xanh, sống đẹp, sống có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.